Hôm nay mời cả nhà cùng mình qua Thủ Thiêm chơi nha. Trước mặt chúng ta đây là cây cầu Thủ Thiêm 2 và cái lô đất đỏ để xây trung tâm hội nghị. Nhưng mà trước mắt thì chắc mình thấy họ tận dụng làm công viên trước hay sao á. Họ trồng cỏ hết trơn rồi nè. Và họ lắp luôn cái hệ thống tưới tự động nè mọi người. Ở đây thì chưa có xịt nước mà đằng kia thấy đang xịt nước. Thấy một cái thảm cỏ xanh rất là đẹp ha. Bây giờ là gần 5 giờ chiều rồi mà nắng vẫn còn khá gắt. Cái phần đường lên cầu Thủ Thiêm 2 bên Thủ Thiêm này hình như là trái nhựa rồi nè mọi người. Để mình đến đây gần cho mọi người xem. Quá sao đẹp ha. Bữa trước mình chạy còn đá nhỏ. Trước mặt mình là cái đoạn vừa được trải nhựa nè. Để mình chạy thử lên cho mọi người xem luôn nha. Còn thanh thang ha. Nhựa đẹp nữa. Bóng ngới. Rồi. Tới đây là họ đã ngưng rồi. Em đi lại đây mình quay cận cảnh nè. Mình thấy bữa nay sao dọn máy móc đi đâu hết rồi. Trên cầu giờ trống lỏng còn 1-2 xe à. Chắc xong hết rồi đó mọi người. Hôm trước thấy giữa cầu chắc nhiều lắm, bữa nay trống lỏng hết rồi. Nhìn ngoài thực tế thì thật sự là nó rất là lớn đó. Phong cảnh xung quanh đây cũng rất là tuyệt vời. Trên cầu nhìn xuống. Mọi người nhìn cái mặt đường nè ha. Mới tinh luôn á. Cái này hình như là mới tráng luôn á mọi người. Cái thằng The Gallery nhìn cũng đẹp quá chứ. Cầu nhìn phong cảnh quá ấn tượng. Đẹp á.